nhân vật rất nhanh. Và số 11, Sindorov. Và dành cho một thế hệ mà rất có thể họ sẽ còn mang người chúng ta nhiều niềm vui nữa trong những năm tới. Trước mắt có thể sẽ là ASEAN diễn ra tại Indonesia cũng như là AFC năm 2018 diễn ra vào cuối năm nay. Trước khi vào giải, tôi cũng được tham dự. Khi mà Việt Nam mình thua rồi, mình biết tâm trạng của mình như thế nào? Bây giờ là bài tập số 1 nha. Dạ, bây giờ là...